Việt Nam và Hy Lạp sẽ tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ và hợp tác song phương. Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Katerina Sakellaropoulou tại cuộc hội đàm sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể vào sáng ngày 16 tháng 5. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Katerina Sakellaropoulou tới Việt Nam sau khi bà nhậm chức Tổng thống Hy Lạp vào tháng 3 năm 2020 và là nữ Tổng thống đầu tiên của nước này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Katerina Sakellaropoulou nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm và kết nối đối tác, tập trung vào một số lĩnh vực mà Hy Lạp có thế mạnh như đóng tàu, sửa chữa tàu, cung ứng dịch vụ vận tải biển, năng lượng và nông nghiệp. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác như hợp tác quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Hy Lạp đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định tại Hy Lạp, góp phần làm cầu nối giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Katerina Sakellaropoulou đều nhất trí hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong ứng phó các thách thức phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu và trong các khuôn khổ của Liên Hợp Quốc và diễn đàn hợp tác Á-Âu, hợp tác ASEAN-EU. Hai nước chúng ta có hai nền kinh tế bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh. Tôi cảm ơn Quốc hội Hy Lạp sớm phê chuẩn hiệp định đầu tư để thúc đẩy đầu tư với Hy Lạp và đồng thời mở ra một cái chương mới đối với EU. Chúng tôi cũng cam kết rằng hai hiệp định vận tải biển trở nên thuế hai lần sẽ được thúc đẩy ký kết sớm trong thời gian đến để phấn đấu kim ngạch nhanh chóng đạt con số 5 tỷ đô la Mỹ thời gian đến. Nhân chuyến thăm này, tôi xin được bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà nước Việt Nam trong nỗ lực đối phó đại dịch và đã đạt được nhiều kết quả thành công rực rỡ. Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng tôi đối với việc các nước áp dụng nghiêm túc Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và cam kết bảo vệ an ninh hàng hải và tự do hàng hải. Chúng tôi nhấn mạnh mong muốn của cả hai nước tiếp tục tận dụng được lợi thế đáng kể của chúng ta trong tăng cường thương mại, đặc biệt là sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam có hiệu lực. Và Hy Lạp luôn coi trọng tăng cường thương mại với Việt Nam trong các lĩnh vực trọng yếu như cơ sở hạ tầng, năng lượng và vận tải biển, đóng tàu và thực phẩm. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở các khu vực trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển. Trước đó, Tổng thống Katerina Sakellaropoulou đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tổng thống Katerina Sakellaropoulou cũng đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam mà người Hy Lạp luôn trân trọng và cảm phục vì sự đóng góp của người trong cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình và độc lập. Chiều cùng ngày tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đến chào xã giao nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng bà Katerina Sakellaropoulou được bầu là nữ Tổng thống đầu tiên của Hy Lạp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả của hội đàm giữa Tổng thống Katerina Sakellaropoulou và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc mới trong sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Tổng Bí thư trao đổi với bà Tổng thống những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực, đề nghị chính phủ Hy Lạp tiếp tục quan tâm phát huy vai trò của cộng đồng người Việt ở Hy Lạp. Tổng thống Katerina Sakellaropoulou nhấn mạnh sự tương đồng giữa hai dân tộc và khẳng định Hy Lạp coi trọng vị trí của Việt Nam ở khu vực trên thế giới và chia sẻ với Tổng Bí thư về những kết quả đạt được trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhất trí về các định hướng mà Tổng Bí thư đã nêu cho quan hệ hai nước, nhấn mạnh về những tiềm năng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại, đóng tàu, vận tải biển và du lịch. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường quan hệ chính trị, đẩy mạnh sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, phát triển hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế tại các vùng biển.